Ngồi đó đi. Đó. Chỗ nào mát á. Cây bán cầu rồi. Rồi có cái ấy kìa. Mớp. Cái bao qua con cái gì? Chờ đạo số. Còn nhỏ nhỏ thôi. Đồ trùng kìa. Tách mỗi cái bụng tách ra thôi, mỗi cái bụng tách ra. Nướng bằng cái cây mưa đã đậu lỗ rồi. Giờ chấm lửa nướng con gà mới được. Nay Nhật nhà nướng gà. Sao quay nó bật tiên. Con đập con rùa đi. Thì đang nhóm lửa, đã đâu có lỗ rồi, đang nhóm lửa. Gà nướng chấm muối xanh. Đợi chín này để nắng tới nè. Đúng không? Sao chút xíu nữa thì bỏ vô luôn đi hay gì? Đây nướng gà, nướng con gà. Biết có rút vô được không? Chút xíu rút thì để đi. Rồi ấy có ly chiếc đũa lộn qua để dẹp vậy nó nướng mới chín. Côn là nó không trúng chín đó. Tận giờ này bỏ đó, bỏ vô hộp con tủ. Bây giờ không biết có bỏ gì nữa. Thôi tỏi không? Cái gì? Ê, khỏi tỏi, tỏi thôi ha. Rồi ra Ken, thấy gà Ken. Đây con là người chim dạ lót tay chị nha. Không không đất, nắng không? Nắng không? Chưa hình xôi vắt cho là bị đóng cửa rồi, không cho ai. Cái ngọn khói quá. Dễ dắn Kim. Gà nó quay nướng bị lỗi rồi nè. Gà cha sao chào không lặn cây này chơi. Cái cây này
cây này có làm gì được không cha? Không. Cho cây chặt kia. Tớp lên tác một miếng là nướng gà nè. Đang ăn gà nè. Sao vậy? Nó con gà này thì cái này nó vàng là nó thơm, thơm. Nó thơm thơm mùi thơm cái đùi nè. Đây cái mình nó thì bẻ ra. À, giờ đợi mình đợi xíu cho nó chín mới được, nó đậu cái lỗ rồi. Đây miền Tây thì nắng lắm. Giờ đang nắng rồi, mà còn cái lỗ này thì nó đang mát. Bỏ nó luôn. Bỏ cho nó, đợi cho nó chín đi, giờ vô nghỉ coi. Thôi ra khi nào còn không có còn cái gì để ăn không. Giờ bỏ đó luôn. Không sao đâu. Mình hồi mình ra mình trở nữa. Nắng quá. Thôi giờ vô. Gà nướng đây. Nướng nãy giờ chín rồi. Nãy giờ bỏ ngoài đây luôn. Ôi đen luôn rồi. Chín rồi, cầm bỏ vào thau đi. Nóng. Nóng rồi, nóng. Chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Cái ấy bên kia kẹt cái... Được ăn hả? Nè. Lấy cái đó vô luôn đi. Thơm quá. À, rớt rồi đây. Vô. Đắt rồi đây. Đắt rồi, đắt cái ngân này bảo mà. Chín đen, vàng đen luôn rồi. Cha, thức cha, ta xuống đây đi đây. Ở đâu? Tủ lạnh đó, nước xanh. Rồi lấy ra đi tính. Cái này cay không? Cái huyết lột ra tiếng. Lột cho rút, rút, rút lên. Ăn quá. Ăn quá đi. Nhớ còn con gà bằng thịt ăn. Cho cái hộp ăn cho đã. Ờ, nó mới đỏ bạc à. Dạ, yeah, yeah. Nó đỏ bạc. Ôi chú chơi kem hết vậy. Ừ nè phá kem. Ôi không có thơm quá à, nè. Chứ mình bị khác rồi. Đúng đâu. Nè. Thôi rồi nè. Xé ra luôn, xé ra luôn. Trời nó bị khác luôn. Nóng quá. Nóng quá. Xé ra. Cha vứt cái này ăn coi. Ừ. Cái đùi kìa Ken, ăn kìa đùi kìa Ken. Cha, cái này cho con ăn chơi. Cái nào? Thèm quá mà. Để rớt cho tôi thôi tí. Em thử luôn. Thương thử cũng ăn hả? Ừ. Thứ nhất mà. Ừ. Ừ.
Ừ. Ừ. Khác. Gì? Khác tưởng đâu mà trong mây. Chính là ở trong còn nói nó. Mình nó ăn nó tướng hình nên thật là mua cua cam ăn có được mình mềm đó. Lấy đi, chết rồi đi, con khác không cho chín xét ra xét ra xét đầu khác con khác không cho gì khác hôm qua xét rồi hết tiền em xét rồi hết thử cái ngắm lên xét rồi anh thử cái gà nhà nuôi ngon chứ ngon mà thấy ngon ai ơi xuống chiếu tay anh thanh có mưa hình xanh cha còn cái da sao vậy được dạ cái da con không ăn đâu cắm à còn nhôm dễ nhỏ thịt thịt không luôn đó cái ăn thịt kìa đó mới mới thịt cái da luôn kìa nóng hả không ăn da đâu thưa da đâu không da mới lạ luôn á da heo em nghĩ bây giờ mà ăn cái đồ la quá à nè thịt nè sẽ ăn cái đồ trước thôi ăn cái đồ trước cái đồ đâu cái đồ con đó nè mất tiêu luôn cái đồ dưới kìa bên đây là phòng của mình thật không à đây không sao nó dính được cầm mới kỹ vô biết hồi nãy ngủ quá cắn rồi ăn rồi tại chưa chết chín rồi đó không nói được nè còn em tao đỏ nè đỏ rồi đỏ nữa đỏ tại thịt nó đỏ đỏ như vậy đâu hả? Nè. Ừ, thật chưa? Thịt đó. Bé. Thịt khác. Khác lên nãy. Cái hơn mặn mặn không? Ừ. Cái đường này tàu bơi lại cái ghê luôn. Ngon quá, một cái da nè. Cái này lớp da. Còn cái này là lớp da. Rồi ăn lại. Rồi. Rồi. Nó nấu ăn không? Rồi. Rồi. Bị trái rồi. Bạn bị trái rồi. Rồi. Này. Này, ăn không? Thế là nổi của ba cái kìa. Nằm mới nói chứ. Chết à? Hết này nguyên cái đất là mình nói chứ. Từ cô ba là hầm. Cứng quá dài cái gì cắt cái này cái lại ra mấy cái đồ của con này kem không phải cái đồ của con cha không được hôm nay thật thật không á à cái đồ bự đâu đường kem đi bỏ ra đường kem nào
lét nè. Nội ăn đưa nội miếng kìa. Hết rồi cha. Nên là ăn thử miếng kìa. Miếng này còn ngọt ngọt mà. Ờ hát ai rằng cái bạn hồi thấy lúc mà quên mà quên ngủ mà ngủ chơi cái em bé rằng ăn cắp không hết gà rồi còn gì nữa. Ngon quá. Bên làm bữa cho đấu ra ăn vòng qua luôn em từ từ sửa trong này. Mua cái ruộng ăn, mua con mua bột thường bả ăn sao không bỏ nó cho chứ không bột thường dữ sao. Nhà nước không có bột đó xong mình nhớ không á, mình gặp gặp lại nhá. Không phải nhà tới chưa tới già đúng không? Không nên về xin cái nhà nước. Ờ. Chị nhà nước á. Nhớ hồi đó bệnh nó cũng có đời như vậy đó. Đó rè. Nè. Cái đùi của con chữa đùi, chữa con đùi đó, coi đùi con tôi nè. Dạ. Lời này của con nha, nhớ nhà dễ thương không nhờ. Quá. Chữa hai cái đùi đó. Con cái đùi mà. Phải. Chế đất là chữa đùi nó. Dạ. Thế là gì? Thế là con ăn nha. Nhiều con ăn hết vậy. Không, rồi. Để ăn hết này.